Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ 6, ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1 từ câu 43 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philip-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philip-phê là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-za-rét." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Na-za-rét làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip-phê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giê-su thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tin mừng Gioan hôm nay kể chuyện Đức Giêsu gọi thêm hai người môn đệ là Philip-phê và Nathanael. Nathanael là một nhân vật chỉ xuất hiện trong Tin mừng Gioan. Còn trong sách Tin mừng của các thánh sử khác, danh sách 12 tông đồ có tên Bartolomeo đặt ngay sau tên Philip-phê, nên người ta đồng hóa Nathanael là Bartolomeo. Ông Philip-phê vừa được Đức Giê-su kêu gọi là môn đệ của người. Ông đã khám phá ra Đức Giê-su chính là Đấng Mê-si-a mà người Do Thái chờ đợi từ lâu. Ông đến tìm gặp bạn mình là Nathanael để chia sẻ niềm tin mới này của mình. Tuy nhiên, Nathanael lại đưa ra một phản ứng khá tiêu cực, một quan niệm thành kiến, một thái độ coi thường dễ làm người khác cụt hứng. Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được? Khi ai đó phản ứng lại với niềm tin của chúng ta theo kiểu này, rất có thể nó sẽ làm suy yếu đức tin của chúng ta và làm cho chúng ta nhụt chí. Trái lại, dường như sự hoài nghi của Nathanael không làm đức tin của Philip-phê dao động hay xáo trộn. Philip-phê rất nhẹ nhàng và kiên trì với Nathanael. Theo gương thầy Giê-su,
ông cũng mời Nathanael cứ đến mà xem. Cái hay của Nathanael là mặc dù nghi ngờ nhưng ông không gạt bỏ lời mời của Philippe. Chỉ có sự hoài nghi đi kèm với cái tôi luôn luôn đúng mới là thiếu khôn ngoan. Ngược lại, biết hoài nghi để không phải bạ đâu tin đấy, biết khách quan suy xét và sẵn sàng thay đổi quan niệm nếu thấy không hợp lý, đó là sự khôn ngoan vậy. Tin mừng tiếp tục cho thấy một kết quả thật bất ngờ. Nathanael đã đồng ý đến gặp Đức Giêsu, và sau cuộc gặp gỡ này, ông đã tuyên xưng mạnh mẽ đức tin vào Thầy Giêsu của mình. Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel. Nathanael đã tiến một chặng đường dài đức tin, cho dù ông mới chỉ khởi đầu cuộc hành trình đức tin của mình. Đức Giêsu tiếp tục củng cố thêm đức tin cho Nathanael khi nói với ông, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Thực vậy, ít nhất trên cuộc hành trình đức tin, ông Nathanael đã có một đức tin tốt hơn so với những người khác cũng đang cùng thực hiện cuộc hành trình đức tin này. Với Philippe, ông là một sự khích lệ rất lớn cho các bạn hữu của ông. Ông từ tốn làm chứng cho đức tin của mình, nhưng cũng rất cương quyết và mạnh mẽ. Ngay cả khi đối diện với sự chống đối, hoài nghi hay bị khinh thường. Đức tin của Philippe bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ trực tiếp cá nhân ông với Đức Giêsu, chứ không phải qua trung gian hay phụ thuộc vào cách người khác trả lời đức tin cho ông. Niềm tin của chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu nó bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ cá nhân chúng ta với Chúa. Cuộc gặp gỡ và mối tương quan đó sẽ giúp chúng ta luôn kiên định xác tín vào Chúa, ngay cả khi môi trường chung quanh thù địch hoặc không ủng hộ đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta trung tín và làm chứng cho đức tin, chúng ta sẽ còn ngạc nhiên trước những cách thức mà thông qua chúng ta, Chúa có thể lôi kéo người khác đến với người, như Chúa đã làm với Nathanael. Lạy Chúa, đối với Chúa, thái độ hoài nghi vẫn có thể là bước khởi đầu cho một đức tin sâu sắc. Thật vậy, Chúa đã đảm bảo với Nathanael rằng ông sẽ còn xem thấy những việc lớn lao hơn và đức tin của ông cũng sẽ phát triển hơn nữa. Vì thế, bất kể chúng con đang ở đâu trên cuộc hành trình đức tin, xin cho đức tin của chúng con luôn được tăng trưởng để có thể thấy Chúa nhiều hơn, sâu sắc hơn, như Chúa muốn cho chúng con thấy. Amen. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Ngày gặp gỡ các gia đình trẻ tại giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Chủ nhật lễ kính Thánh Gia Thớt,
31 tháng 12 năm vừa qua, hiệp với toàn thể hội thánh, giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng cử hành việc cầu nguyện cho các gia đình. Cách riêng, tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, ban mục vụ gia đình của giáo phận đã tổ chức ngày gặp gỡ các gia đình trẻ của giáo phận với chủ đề Niềm vui, tình yêu gia đình. Ngày gặp gỡ được khởi đầu với thánh lễ lúc 8 giờ 15 phút sáng do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận chủ sự. Đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Giuse Trần Đức Hạnh, cha trưởng ban mục vụ gia đình giáo phận Doan Lê Quang Vinh SDB và quý cha thuộc giáo hạt Lạng Sơn. Bước vào thánh lễ, Đức cha ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, bước vào năm mục vụ 2018 với ý hướng chăm sóc mục vụ cách riêng cho các gia đình trẻ. Đức cha mời gọi mỗi gia đình trẻ trong giáo phận luôn biết rập theo hình ảnh gương mẫu Thánh Gia Thất, luôn biết vun trồng tình yêu trong một mái ấm hạnh phúc, xây dựng gia đình thành hội thánh tại gia, tích cực góp phần làm nên sức sống của hội thánh Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Sau thánh lễ, các gia đình lắng nghe bài chia sẻ của cha Doan, trưởng ban mục vụ gia đình của giáo phận. Khởi đi từ những khó khăn thách đố của gia đình trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, ngài mời gọi mỗi gia đình công giáo trong giáo phận hãy ý thức vai trò và sứ mạng quan trọng của mình trong việc thăng tiến đời sống nhân bản, đời sống đạo đức và làm chứng cho nét đẹp tin mừng ngay chính từ đời sống thường nhật của mình, khi biết luôn sống yêu thương, thuận hòa và nhiệt thành trong đời sống giáo hội và xã hội. Trong bài thuyết trình, cha Doan cũng khái quát về đường hướng mục vụ cho năm 2018 mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã hoạch định, với những chỉ nam cần thiết cho các gia đình trẻ. Mỗi gia đình trẻ hôm nay chính là sức mạnh cho giáo hội và xã hội ngày mai, khi biết xây dựng tình yêu thương, chăm sóc cho con cái, ngay từ những bước đi đầu đời, thiết lập và củng cố nền tảng vững chắc, để gia đình luôn bền vững và hạnh phúc theo ý định của Thiên Chúa. Sau bài thuyết trình của cha Doan, các gia đình trẻ cũng có những chia sẻ về đời sống gia đình hiện tại, nhất là những khó khăn trong việc sống và diễn tả đức tin khi phải đối diện với bao thách đố của thời cuộc. Cha trưởng ban cũng thông báo tới các gia đình về một số sinh hoạt tiêu biểu trong năm mục vụ 2018, như Đại hội các gia đình trẻ tại La Vang, khóa thường huấn về thăng tiến hôn nhân gia đình tại giáo phận. Ngày gặp gỡ kết thúc với bữa trưa thân mật tại tòa giám mục Lạng Sơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều 1, lễ Mẹ Thiên Chúa. Chiều ngày 31 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều 1, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và kinh Te Deum, tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp cuối năm dương lịch. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh lúc 5 giờ chiều có các đức hồng y, đặc biệt là đức hồng y tổng giám mục Angelo de Donatis, giám quản Roma, cùng với sự hiện diện của các giám mục, các linh mục và 8.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: giờ kinh chiều hôm nay ở trong bầu không khí thời gian đã hoàn tất, không phải chỉ vì đây là buổi chiều cuối cùng của năm dương lịch, nhưng xa hơn thế, bởi vì đức tin giúp chúng ta chiêm ngắm và cảm nhận chính Chúa Giêsu, đấng là ngôi lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm, đã hoàn tất thời gian của vũ trụ và của lịch sử nhân loại. Trong bầu không khí linh thiêng này, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài thương ban trong năm qua. Chúng ta cũng dâng lên Chúa năm mới sắp đến. Ngay trong năm 2017 này, Chúa đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành hồn xác. Thế mà con người bằng nhiều cách khác nhau
đã gây ra lãng phí, gây ra thương tổn, gây ra dối trá, bất công và chết chóc. Những cuộc chiến tranh cho thấy sự tái diễn không ngừng của những kiêu căng ngạo mạn phi lý. Có cả những tội lỗi lớn nhỏ chống lại sự sống, sự thật và tình huynh đệ. Những điều tệ hại ấy làm thoái hóa đời sống con người, xã hội và môi trường. Chúng ta muốn từ bỏ mọi thứ xấu xa ấy, nhưng để làm được điều đó, trước mặt Thiên Chúa, trước mặt anh chị em, trước công trình sáng tạo, chúng ta phải thừa nhận rằng đây là trách nhiệm của chúng ta. Sau hết, Đức Thánh Cha tỏ bày lòng biết ơn người dân thành Roma khi nói: "Tôi đồng cảm và biết ơn đối với những con người nơi đây, vì tất cả những gì họ đóng góp hàng ngày, từ những cử chỉ bé nhỏ và quý giá vì lợi ích cho thành Roma. Họ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cách tốt đẹp hơn những gì đòi hỏi. Họ tham gia giao thông một cách khôn ngoan và thận trọng. Họ tôn trọng nơi công cộng. Họ quan tâm giúp đỡ những người cao tuổi và những ai gặp khó khăn. Những cử chỉ ấy và hàng ngàn hàng vạn cử chỉ khác cho thấy tình yêu mến cụ thể mà họ dành cho thành Roma. Không phải với các bài phát biểu, không phải với các quảng cáo, nhưng với phong cách đầy tính giáo dục và văn hóa trong đời sống thường ngày. Họ lặng lẽ xây dựng đời sống chung và đóng góp cho công ích. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ các bậc cha mẹ, các thầy cô và các nhà giáo dục, vì họ đồng hành, nâng đỡ và cố gắng giáo dục con cái và các thanh thiếu niên thành những người sống có trách nhiệm, sống thuộc về cộng đồng, biết quan tâm chăm sóc đời sống thực tế xung quanh. Những con người ấy, ngay cả khi họ không được biết đến trên tin tức, thì họ vẫn chiếm phần đông đang sống ở thành Roma này. Nhiều người trong số họ đang phải sống trong những điều kiện kinh tế rất eo hẹp, nhưng họ không than phiền, không oán giận. Thay vào đó, họ cố gắng làm mọi việc trong mọi ngày để cải thiện từng chút một. Tin giáo hội tại Peru. Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Thorne khẳng định, Đức Thánh Cha sẽ thấy một đức tin sống động tại Peru. Trước thềm chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tới Chile và Peru, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Thorne, Tổng Giám mục thủ đô Peru, đã viếng thăm Roma và gặp Đức Giáo Hoàng trong một cuộc trò chuyện tập trung chủ yếu vào chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài tại quốc gia này. Nói với các phóng viên sau cuộc gặp gỡ này, Đức Tổng Giám mục nói rằng, vị giám mục Roma sẽ thấy tại Peru một đức tin sống động với những biểu hiện của lòng đạo đức bình dân. Đức Hồng Y cho biết, châu Mỹ Latin và đặc biệt Peru vẫn duy trì được một nền văn hóa Kitô vững vàng, nơi các giá trị truyền thống về hôn nhân và gia đình, đặc biệt được xiển dương trong quảng đại quần chúng. Peru là một quốc gia công giáo, và trong khi các hình thức hôn nhân truyền thống và đời sống gia đình bị đe dọa bởi các hệ tư tưởng thế tục ngày càng tăng lên, như người ta vẫn thường thấy tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác ở châu Âu, việc bảo vệ hôn nhân tại Peru mạnh hơn rất nhiều. Đất nước này cũng có truyền thống kháng cự quyết liệt đối với vấn đề phá thai, với khoảng 89% dân số ủng hộ cho chính nghĩa phò sinh. Vì lý do này, Đức Hồng Y Cipriani nói, Ngài tin rằng chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng là một cơ hội để thế giới nhìn vào châu Mỹ Latin và học hỏi từ tấm gương đức tin của họ. Niềm tin này được thể hiện ở Peru thông qua các hình thức của lòng đạo đức bình dân một cách đa dạng và đầy màu sắc như rước lễ, cầu nguyện trong gia đình và nơi công cộng.
Trong số những lễ hội lớn nhất trong năm, cần phải kể đến các cuộc rước vào ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa và một ngày lễ khác rất đặc biệt của Peru là lễ Chúa ban nhiều phép lạ. Đức Hồng Y nói, lòng đạo đức bình dân nổi tiếng của Peru sẽ khích lệ Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều, vì Ngài sẽ nhìn thấy ở mọi nơi. Đất nước này rất đa dạng về địa lý và sắc tộc. Vì vậy, thực tế va chạm của các giám mục Peru dọc bờ biển, trên núi hoặc trong rừng rất khác nhau. Với 50 giám mục đại diện cho những khu vực rất khác biệt này, cố gắng kết hợp tất cả mọi thứ vào một cuộc họp thường không phải là dễ dàng. Tại Peru, có những giáo phận chỉ có 100.000 dân, trong khi những nơi khác như tại Lima có 10 triệu người. Một số vùng rất phát triển, trong khi tại một số khu vực khác, người dân sống nghèo đói cùng cực. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về tự do của con người và việc quy trách nhiệm luân lý. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về luân lý tính nơi các hành động của con người, và cụ thể là hành vi nhân linh. Trước hết, cần phải làm sáng tỏ khái niệm hành vi nhân linh. Không phải tất cả những gì chúng ta làm đều được gọi là hành vi nhân linh. Có những hành động chẳng tốt cũng chẳng xấu, vì nó không hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của chúng ta, không nằm trong khả năng của chúng ta. Thánh Thomas Aquino phân biệt hành động của con người và hành vi nhân linh. Hành vi của con người ám chỉ tất cả mọi hoạt động, như việc gãi ngứa, đến việc cầm bút viết hay cầm cây gậy thọc vào bánh xe của người khác. Trong những hành động kể trên, hành động lấy gậy thọc vào bánh xe của người khác, giả thiết người thực hiện hành động đó ý thức việc mình làm, biết rõ hậu quả của nó và hoàn toàn tự do để làm điều đó, đó chính là hành vi nhân linh. Chỉ có hành vi nhân linh mới được quy trách nhiệm về mặt luân lý. Nói một cách ngắn gọn, hành vi nhân linh là hành vi xuất phát từ ý chí hiểu biết, được thực hiện bởi ước muốn và tự do. Chính tự do làm cho con người trở thành một chủ thể luân lý. Khi hành động có chủ ý, con người trở thành chủ thể các hành vi của mình. Các hành vi nhân linh nghĩa là đã được tự do lựa chọn theo phán đoán của lương tâm đều có tính luân lý, nó có thể là tốt hoặc xấu. Vậy đâu là nguồn gốc của luân lý tính? Tính luân lý của các hành vi nhân linh tùy thuộc vào đối tượng được lựa chọn, mục đích nhắm tới hay ý hướng, các hoàn cảnh của hành động. Đối tượng, ý hướng và các hoàn cảnh tạo nên nguồn gốc hay những yếu tố làm thành tính luân lý của các hành vi nhân linh. Thứ nhất, đối tượng được lựa chọn là do người hành động chủ ý nhắm tới. Đó là chất liệu của một hành vi nhân linh. Đối tượng được lựa chọn xác định tính luân lý của hành vi tùy theo lý trí nhận biết và phán đoán nó là điều tốt hay điều xấu. Những điều này được lương tâm công nhận. Thứ hai, khác với đối tượng, ý hướng lại thuộc về người thực hiện hành động.
vì ý hướng phát xuất từ ý chí tự do và việc xác định mục đích của hành động, nên nó là một yếu tố căn bản để đánh giá tính luân lý của hành động ấy. Mục đích là điểm đầu tiên mà ý hướng nhắm tới, là mục tiêu mà hành động theo đuổi. Ý hướng là tác động của ý chí nhắm đến mục đích và định hướng cho hành động. Ý hướng không chỉ giới hạn vào việc định hướng cho từng hành động riêng lẻ, mà còn có thể phối trí nhiều hành động khác nhau nhắm đến cùng một mục tiêu. Ý hướng cũng có thể định hướng toàn bộ cuộc sống chúng ta đến một cùng đích. Một ý hướng tốt không thể làm cho một hành vi sai trái trở thành tốt hay đúng được. Thần học luân lý luôn nhắc đến một công thức là ý hướng không biện minh cho phương tiện. Như thế, không thể biện minh cho việc kết án một người vô tội như là phương tiện chính đáng để cứu dân chúng. Nhưng ngược lại, một hành vi tự nó là tốt có thể trở thành xấu khi có ý hướng xấu. Chẳng hạn, một người giúp đỡ người khác để được mọi người khen ngợi, để được nổi tiếng. Thứ ba, hoàn cảnh là những yếu tố phụ của một hành vi luân lý. Chúng góp phần gia tăng hay giảm bớt tính chất tốt hay xấu về mặt luân lý của những hành vi nhân linh. Chúng cũng có thể giảm bớt hay gia tăng trách nhiệm của chủ thể hành động. Tự chúng, các hoàn cảnh không thể thay đổi phẩm chất luân lý của chính hành vi. Chúng không thể làm cho một hành vi tự nó là xấu trở nên tốt hay đúng được. Vậy đâu là một hành vi tốt và hành vi xấu? Một hành vi tốt về mặt luân lý đòi hỏi phải hội đủ ba yếu tố là đối tượng, mục đích và các hoàn cảnh đều tốt. Tuy nhiên, chỉ cần mục đích xấu hay đối tượng xấu cũng đủ làm cho hành động trở nên xấu về mặt luân lý. Hơn nữa, có những hành vi cụ thể như tội tà dâm luôn luôn là sai, vì ngay khi lựa chọn, ý chí đã lệch lạc, đó là một điều xấu luân lý. Do đó người ta sẽ sai lầm khi thẩm định tính luân lý của một hành động mà chỉ xét đến ý hướng hoặc hoàn cảnh, ví dụ do môi trường, do áp lực xã hội, do bị cưỡng bách hoặc do cần thiết phải hành động. Nói cách khác, chưa cần xét đến hoàn cảnh và ý hướng, có những hành vi tự bản chất luôn là xấu nghiêm trọng do đối tượng là xấu. Chẳng hạn, tội lộng ngôn, bội thề, sát nhân và ngoại tình. Nói tóm lại, đối tượng, ý hướng và các hoàn cảnh tạo thành ba nguồn gốc cho tính luân lý của các hành vi nhân linh. Đối tượng được chọn xác định tính luân lý của hành vi tùy theo việc lý trí nhìn nhận và phán đoán nó là tốt hay xấu. Ý hướng tốt không thể biện minh cho một hành động xấu, hay nói cách khác, mục đích không thể biện minh cho phương tiện. Một hành vi tốt về mặt luân lý đòi phải có đủ ba yếu tố là đối tượng, mục đích và các hoàn cảnh đều tốt. Có những hành vi cụ thể luôn luôn là sai, vì ngay khi chọn lựa, ý chí đã lệch lạc và đó là một điều xấu luân lý rồi. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về lương tâm của con người. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Là tấm bánh ban sự sống đời đời. Thầy
Thầy là đường đi, là ánh sáng chiếu soi. Lời Thầy là thần khí, là sự sống cho muôn loài. Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho đời con. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giông tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn. Thầy là tiếng hát rung động trái tim này. Thầy là lời thiêng của Đức Chúa tối cao. Biển động cả trời đêm, Thầy cất tiếng bỗng im lìm. Lạy Thầy đời con, nguyện dâng hiến trọn cuộc đời. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giông tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta nhận ra hình ảnh Thiên Chúa bênh vực người nghèo qua những đoạn văn trong sách Amos. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ chia sẻ với chúng ta về thân phận ngôn sứ của Amos và áp dụng lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô gửi cho môn đệ Timôthê vào trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Đến một điểm lớn thứ ba, xin mọi người quan tâm, đó là ở chương 5 từ câu 21. Rất nên quan tâm đến đoạn thánh kinh này. Chống lại kiểu phụng tự hình thức. Mời cả lớp cùng đọc. Từ câu 21 nhé. Lễ lạt của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Hỡi nhà Israel, 40 năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên ta hy lễ hay lễ phẩm nào không? Các ngươi sẽ kiệu xích cút vua của các ngươi và Kijun, ngôi sao của thần minh các ngươi, là những ngẫu tượng các ngươi đã làm ra để thờ. Còn ta sẽ đẩy các ngươi đi xa hơn Damas, Đức Chúa phán như vậy.
danh người là Thiên Chúa các đạo binh. Các anh chị biết là một trong những dấu hiệu căn bản để bày tỏ tâm tình tôn giáo là cái gì? Là phụng tự. Thấy không? Khi mà người ta có niềm tin tôn giáo, niềm tin vào Thiên Chúa, niềm tin vào một vị thần linh nào đó, thì thái độ đầu tiên và căn bản mà người ta bày tỏ là phụng tự, tức là thờ phượng đó. Dĩ nhiên là hình thức thì khác nhau lắm. Một cái cúi đầu chẳng hạn, một nén nhang chẳng hạn. Hành vi phụng tự là một cái gì hết sức căn bản của tâm tình tôn giáo. Và ta thấy được biểu hiện ở khắp nơi. Trong giáo hội công giáo của mình đã vậy, nhưng mà anh em Phật giáo, anh em Hồi giáo, và trong bất cứ một tôn giáo nào, anh em Hồi giáo một ngày người ta cầu nguyện mấy lần? 5 lần chứ. 5 lần chứ. Hướng về phía nào vậy? Phía La Mách. Và cầu nguyện đàng hoàng chứ không chỉ có kiểu mình làm dấu thánh giá nhiều khi như là đuổi ruồi đâu. Tôi đã từng chứng kiến là đang lúc ở phi trường đợi máy bay, đến giờ cầu nguyện, họ lấy tấm khăn họ trải ra vào trong một góc và lấy tấm khăn trải ra, quỳ gối xuống và đầu gục xuống. Rất là nghiêm trang. Cầu nguyện đến nơi đến chốn. Thờ phượng là một cái hình thức để biểu lộ tâm tình tôn giáo căn bản mà chúng ta thấy ở đâu cũng có hết. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là thế này. Mình bày tỏ tâm tình thờ phượng Thiên Chúa như vậy là tốt rồi. Nhưng vấn đề là Thiên Chúa mong chờ một nền phụng tự như thế nào? Chúa mong chờ một nền phụng tự như thế nào? Khi mà Chúa nói ở trong sách của Amos, hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của các ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Vậy thì Chúa mong một nền phụng tự làm sao? Sau đó Amos nói hai câu rất là hay. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào và công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Hóa ra cái nền phụng tự mà Chúa mong muốn đó, không chỉ là ca hát, không chỉ là nghi thức, mà còn là lẽ phải và công lý. Chứ còn nghi thức lễ lạc cho nó rầm rộ vào, sau đó trong cuộc sống hàng ngày thì toàn bất công, áp bức, bóc lột lẫn nhau, thì nghi lễ mà làm gì? Nghi lễ còn có ý nghĩa gì nữa? Và tiếp theo đó Chúa nói qua miệng tiên tri Amos cái câu tuyệt vời: hỡi nhà Israel, 40 năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên ta hy lễ hay lễ phẩm nào không? Đói thế mồ lấy gì mà dâng, đi trong sa mạc có dâng lên Chúa lễ phẩm nào đâu? Mà Chúa vẫn một niềm che chở yêu thương, phải không? Cho nên tình yêu mà Chúa dành cho mình ta vẫn gọi là một tình yêu nhưng không, tình cho không, biếu không đó. Chúa không có cái chuyện mà đổi chác. Tình thương hoàn toàn là cho không. Không phải là vì mình làm việc thờ phượng cho nó rầm rộ lên thì là Chúa sẽ ban nhiều ơn lành đâu. Chúa không có kiểu đổi chác. Mình làm việc thờ phượng là bởi vì trong cái vị trí của con người là loài Chúa dựng nên, mình cảm nhận rõ ràng mình cần phải tôn thờ đấng tạo hóa
và đấng cứu chuộc mình. Cho nên chúng ta bày tỏ tâm tình ca tụng, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Chúa, rồi bày tỏ cái tâm tình con cái đối với Cha trên trời. Bổn phận của mình phải là như thế. Chứ đừng nghĩ rằng cái chuyện là tôi làm như thế thì Chúa sẽ ngược lại ban cho tôi cái này cái nọ. Làm việc thờ phượng mà theo cái não trạng kinh tế thị trường như thế thì hơi khó hợp với Thánh Kinh. Và tiên tri Amos nhắc chúng ta rằng nền phụng tự đích thực mà Chúa mong muốn sẽ không chỉ ngừng ở những lễ lạc đó mà thôi, mà phải gắn liền với đời sống công bằng, bác ái, yêu thương. Ta hiểu như vậy đó thì cũng là dịp để cho mình đối chiếu rồi nhìn lại đời sống đức tin của bản thân mình, của cộng đoàn giáo xứ của mình. Mà có thể đôi khi vì thói quen mình đánh mất đi cái ý nghĩa đích thực của phụng tự. Tôi lấy một ví dụ mà chắc các anh chị cũng thấy nơi này nơi kia. Thứ năm tuần thánh thì có nghi thức rửa chân. Nghi thức rửa chân đó nhắc lại hành động của Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa, vậy mà người cúi xuống để rửa chân cho học trò của mình. Và cái nghi thức đó còn diễn tả một ý nghĩa xa hơn. Chúa Giêsu không chỉ cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ, nhưng mà Ngài còn cúi xuống để nhận lấy cái chết ở trên thập giá. Nhờ đó mà chúng ta được nên sạch. Có nghĩa là cái nghi thức đó nó diễn tả tinh thần phục vụ này, yêu thương, khiêm tốn đến cùng cực. Trong thực tế, đôi lúc ở một cộng đoàn giáo xứ nào đấy, cái chuyện rửa chân nó lại trở thành cái cớ cho chúng ta tranh chấp với nhau ngôi thứ ở trong làng, trong giáo xứ. Thưa có không ạ? Mình có thấy nó phi lý không? Có thấy nó phi lý không? Một cái nghi thức diễn tả ý nghĩa tự hạ, phục vụ đến tận cùng. Mình là môn đệ Chúa Giêsu cử hành cái nghi thức đó lại biến thành cái chỗ để mà tranh chấp ngôi thứ ở trong cộng đoàn. Thì hỏi cái ý nghĩa của Thánh Kinh, ý nghĩa của tôn giáo ở đâu? Hóa ra mình chỉ còn làm vì thói quen thôi. Mình không còn cảm nhận được cái ý nghĩa công việc của mình làm. Và đấy có phải là nền phụng tự mà Thiên Chúa mong muốn? Đấy là tôi chỉ lấy một ví dụ thôi, đặt câu hỏi để khi ta trở về với nguồn Thánh Kinh đó, với những đoạn Thánh Kinh như thế này đọc lên, mình sẽ thấy Chúa mong muốn cái điều gì. Thế thưa các anh chị, một vài điểm lớn ở trong sách Tiên tri Amos tôi muốn giới thiệu. Chắc chắn là mỗi người trong các anh chị khi đọc đó thì Chúa soi sáng lại có cái điểm này mình quan tâm hơn, người khác thấy điểm kia quan tâm hơn. Cái giờ này nó mang tính tổng kết, nó không chỉ là cái suy tư cá nhân, nhưng ở trong đó nó có một chút gì là cái việc học hỏi nữa. Thành thử ra là tôi đặt ra một số chủ điểm mà tôi nghĩ là chúng ta nên quan tâm khi mình đọc sách Tiên tri Amos. Không phải chỉ để hiểu biết thêm mà còn là để nhìn lại đời sống đức tin của mình nữa. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này,
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, trong báo Tuổi Trẻ số ra ngày 25 tháng 11 năm 2005, tác giả Hoài Hương có viết một câu chuyện như sau. Chuyện xảy ra trong một chuyến lưu diễn ở Tây Âu. Chiều hôm ấy, sau khi hoàn tất công việc, tôi có chút thời gian thong thả dạo phố. Con phố tôi đang dạo qua lúc ấy nhan nhản những cô gái làng chơi, mắt xanh, tóc vàng, trang sức đủ kiểu, thản nhiên đứng chờ khách trước những phòng trọ cũng muôn màu. Vừa đi dọc phố, theo thói quen cố hữu, tôi vừa tò mò quan sát một cô trong số họ, thử xem phục sức cung cách ra sao. Ngay lập tức, cách quan sát lộ liễu ấy nhận được những ánh mắt lừ đừ, khó chịu, ném theo. Con phố trở nên quá dài, và tôi cắm đầu bước, cầu trời cho qua khỏi đoạn đường ấy càng nhanh càng tốt. Hay, một tiếng gọi thình lình vang lên. Thế là tiêu, tôi chỉ có một mình. Nếu họ gây sự, sẽ không có ai giúp đỡ. Tôi bước gấp, cố tình không để ý đến tiếng gọi kia. Hay, thêm một lần nữa, tôi bủng rủng tay chân. Rõ ràng là cô ta không chịu buông tha. Và lúc này tôi đã gần như chạy. Tôi kinh hoàng khi nhận ra tiếng bước chân rất gấp đang bám theo mình. Cuộc rượt đuổi chấm dứt trong tích tắc. Cô gái cao lớn túm lấy tôi quá dễ dàng, nhìn tôi một cách ngạc nhiên rồi đột ngột bỏ đi, cũng đột ngột như khi cô ta đuổi theo vậy. Khoảnh khắc chờ đợi bị hành hung làm tôi chết sững, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ lúc sau, khi cô ta đã quay lưng, tôi mới nhận thấy trong tay tôi có một vật rất mềm. Nhìn xuống, chính là chiếc khăn quàng cổ quen thuộc mà trong lúc lơ đãng dạo bước tôi đã đánh rơi. Và cô gái làng chơi đã chạy theo, đơn giản chỉ là để trả nó lại cho tôi. Tôi chết sững thêm một lần nữa. Nỗi xấu hổ làm mặt tôi sần lên. Dạo qua con phố ấy với sự cao ngạo của một kẻ đạo đức từ trời cao nhìn xuống để cho phép mình thương hại những kẻ lầm đường. Rốt cuộc
Tôi nhận ra mình còn đáng tội nghiệp hơn, thậm chí là không đủ tử tế để kịp nói một lời cảm ơn. Quay lại tìm, cô gái đã khuất vào đám đông. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng đã phải hối hận vì đã trót nghi ngờ và nghĩ xấu cho người khác. Và điều này rất dễ xảy ra nếu đối tượng chúng ta nghi ngờ hay nghĩ xấu là những người nghèo khổ hơn mình hoặc xuất thân từ những hoàn cảnh sống không tốt đẹp. Dân gian ta cũng đã đúc kết một kinh nghiệm cay đắng về thói nhìn, thói nghĩ của người đời, đó là quen sợ dạ là sợ áo quần. Những người có thân phận thấp kém, khốn cùng trong xã hội luôn là đối tượng được chúng ta dành cho họ những ánh mắt nghi ngại. Trong suy nghĩ của chúng ta, họ luôn là chủ nhân của những hành động xấu, những việc làm bất lương. Nhưng thực ra, không phải cái hình thức, địa vị hay tính cách bên ngoài, nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người. Chắc chắn rằng khi nhận lại được chiếc khăn tay bị đánh rơi, tác giả của câu chuyện đã nhận ra vẻ đẹp của lòng tử tế của cô gái làng chơi, và khoảnh khắc đó đã dành cho tác giả một bài học về thế nào là một nhân cách tốt. Đồng thời nhận ra mình mới chính là kẻ tội nghiệp, là một kinh nghiệm mà có lẽ suốt đời ông ta khó quên. Từ suy nghĩ rằng cô gái làng chơi rượt đuổi chỉ để quấy nhiễu, làm tiền, nên tác giả của câu chuyện trên đã cắm đầu chạy thục mạng. Đến nỗi khi ông nhận được nghĩa cử tốt đẹp của cô ta, ông ta cũng không kịp nói một lời cảm ơn. Thiết nghĩ bài học này không chỉ dành riêng cho tác giả mà còn cho chính mỗi người trong chúng ta. Chúng ta hãy học cái nhìn của Chúa Giêsu về mọi người. Ngài không bao giờ để tình cảm và nhận định của mình bị chi phối trong tất cả các mối tương quan với người khác. Ngài luôn yêu thương và trân quý những người phận nhỏ. Giữa những người giàu có đang dâng cúng tiền trong đền thờ, Ngài trân quý hai đồng trinh của bà quá nghèo. Ngài tin tưởng vào thiên lương của những người mà xã hội đã xếp họ vào hạng tội lỗi và khinh chê, đó là bọn thu thuế và hạng đị điếm. Ngài đã đến thăm nhà, ăn uống và trò chuyện với họ. Điều đó nói lên rằng Ngài vẫn tôn trọng và tin tưởng bất chấp thân phận hiện có của họ. Ngược lại, với những người biệt phái kinh sư, những kẻ ưa dạo quanh, xúng xính trong những bộ quần áo sang trọng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, luôn chiếm vị trí cao trọng trong xã hội lúc bấy giờ, Ngài lại luôn chúc dự rằng những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương từng phận người bé nhỏ của chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn, đừng tự cho rằng mình là người đạo đức, để rồi có những tình cảm, nhận định sai lệch về giá trị của người anh em mình tiếp xúc chỉ vì sự sần sùi của lớp vỏ hình thức bên ngoài của họ. Vì sách giáo lý Giáo hội Công giáo cũng dạy chúng con rằng sự tôn trọng nhân vị con người nằm trong sự tôn trọng nguyên tắc này. Mỗi người hãy coi tha nhân, không trừ ai, như chính bản thân mình. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.